Tí anh em mình tới để mà săn cá rồi. Trời gió quá, trời gió không Tám? Rồi gieo qua dây. Quay lái luôn. Hôm nay thì mấy anh em mình sang đò lúc trời tối này. Quăng đá về. Đây tối quá không biết thấy mấy loại hải sản không, như này bịch này bịch ghẹ nè, bịch ghẹ này ghẹ mới vậy. Ghẹ mới mà. Thôi mình kêu đóng ghẹ nữa kìa. Đó là ghẹ không đi. Còn đây là hút cá bò gần hết chứ, gần hết rồi, tới đáy hầm rồi nè. Gần hết rồi, còn có mấy bịch dưới hầm với lại trên ở trên phần trên bon nữa rồi. Cá bò lắm, mình muối ở dưới, còn tôm với ghẹ này thì mình muối ở trên. Muối gần đây hầm rồi, đây hầm này xuống hầm sau hả? Chưa? Gần hết rồi, ráng cho xuống cho hết hầm này, hầm này luôn. Điền chắc xuống hầm rồi. Hết cái bò anh manh mình thấy ghẹ với tôm qua. Đấy. Bên đây một đống nữa nè. Bên đây là những cái con ốc. Mình lấy ra mấy con ốc cho các bạn coi nè. Đấy. Ốc ốc vàng nè. Nhìn ốc rất là ngon luôn nè. Cái ốc đụng gì nè, mọi người kêu là ốc đụng ha. Cá kết nguyên một con rồi nè, thấy đa số là cá đục mà. Đây, cá đục rồi. Đấy, còn đây là cá bóng nè, một con luôn, đây nhóc bên đây nè, còn nhiều mới có nửa bên này kìa, đang bóc dưới hầm sâu hấm luôn rồi. Đồng ơi, nửa bờ, có thuốc của mày không để đâu rồi? Nè, đợi ngay cái đó, rồi ra hết tiếc rồi.
đầy bon luôn. Rồi xong đó đồng chí ra. Cháu gà này nãy bả nó. Đúng rồi. Làm mới bên kia. Cháu gà xé. Cơm. Đây là cái giò canh xương hầm. Đây là rượu vú sữa đất. Rượu này uống trị bệnh nè. Trị bệnh nhất, giết mỏi. Còn bên kia là nước mắt quê hương. Rượu đế. Uống không khè anh Năm. Uống không khè, uống rượu mà nhú nước lã vậy. Không nhăn mặt, không có cảm xúc. Đây là tóc đỉ đẹp trai. Tên Nam Đĩ đẹp trai. Còn tiếp theo anh Năm gì? Đây là anh Năm xe cộ. Anh Năm xe cộ. À, cháu gà. Cháu gà quá ngon rồi. Vô. Tao muốn hết ly này sẵn không? Dạ. Đây là rượu nước sữa bắc. Có chị nhứt bởi. Nhứt bởi. Xương hầm ngon quá. Dạ. Đây cháu. Em dưới đây lên. Em mạnh dữ lắm. Uống này ăn gian sao, người lát ai muốn nhiều anh uống ít rồi sao. Uống cái ly quá trời nè. Ơi, rượu này y, rượu y ngâm cá ngựa vậy á. Ơi. Chứ ghê là nhà có rượu. Ôi, nó nóng. Sao qua rồi? Pha ra á Năm ơi. Ra rồi mà, để đó nữa. Phải không? Rồi pha rồi mà còn nóng ghê. Ta rượu đế mà, rượu đế ở trong bò đem ra để mà ngâm cá ngựa. Đúng rõ không? Ngâm cá ngựa trị nhức mỏi. Uống đá, người ta lấy đá, hỏi đá không có không là sao? Có không? Cơm cử tối sang cá vừa xong mình ăn cơm nghỉ ngơi. Đây là nước đá lạnh. Đá lạnh mệt quá trời quá đấy. Đây là hành tăng nhớt. Đây là nước quay về trên là bơm nhớt đi luôn lắm môi mặt mẹ tự nhiên quánh anh à. Tự nhiên à. Sao tự nhiên được, tự nhiên là ra như người điên à. Hết này sẵn đó Tám ơi. Dễ gì. Đó, ông muốn hoài à, ngày nào ông muốn á. Không có được không? Chụp nước kìa. Mà ngày nào ông muốn vậy. Có bữa nhiều khi mà ông lỡ lối tay hơn nửa cái là đang luôn ai kìa. Ly á là cái này đó. Đua mà. Sáng đua là không à. Sáng phải luôn cho hai con ghẹ. Thức ngày đêm muốn lòi mắt luôn vua không à. Lấy ăn lòi đâu. Đấy, anh cũng động được. Anh đâu bỏ cửa nào đâu. Sao có? Có đâu. Có. Quá. Có đâu mày. Tôi đời sống gió có nhậu đâu. Nhậu lên phòng phòng mà chửi gì sao. Có ngày gieo cái ác nha. Mình tắt. Gieo không à. Vô Năm ơi. Đây trên này 6 hầm, mũi nó 7 hầm, 9 hầm. Cẩm hơn cái lúc chạy ra các bạn. Lúc chạy ra nổi hơn, tại vì lúc chạy ra mình không có hai hầm lái hơi nổi.
rồi sang sông dòm anh em mình bỏ dây chạy vô. Bữa nay trời rất là gió, chạy vô cho rất giả đi các bạn. Rồi lên được. Rồi bây giờ là 4:10 rồi. Anh em mình ở trong ở Công Sơn đang chạy về nè. Cầu đôi này. Này không biết cầu đôi này gì, cầu đôi ở tỉnh nào đây. Anh em đang nhậu vậy. Sóc Trăng hay gì? Nhậu rồi. Đây là cầu đôi Kiên Giang này. Kiên Giang cũng đang nhậu luôn. Quá rồi, cặp đôi quá bự rồi. Chiều nay ăn cơm gì lắm? Ngoài ra nấu canh chiên, cá chiên gì ăn cơm rồi. Má hãy quên lấy dầu. Quên lấy dầu rồi, chiên cá. Còn có miếng dầu rồi, chạy con đủ rồi. Nấu cơm chạy vô mình ăn này. Rồi bây giờ sóng về chạy không chỉ nào mới tới Vũng Tàu đây nữa. Rất là sóng luôn, sóng chạy nhanh lên ga chạy nó xúc mũi các bạn ơi, không có chạy được. Bây giờ chạy ga nó nửa ga. Chạy vô vũ từ vô thôi, nhưng mà thấy sóng trắng giả luôn rồi. Đây sóng sóng ban đầu trắng giả lắm rồi. Trời luôn. Đó, bắt đầu lên ga nè. Chưa? Đó, sống cỡ vậy đó mà. Đó, sống à. Sống trắng giả đó mà, không? Nè nè. Đó. Đó, thấy chưa? Đó.